Trước tiên chúng ta phải hiểu đơn điệu lớp mơ. Ở lớp 7 các em đã được làm quen về đơn điệu rồi. Thì chúng ta thầy nhắc lại hàm số đồng biến này. Đồng biến là gì? Đồng tức là cùng. Hàm số đồng biến tức là x tăng thì y tăng. Được chưa? Ở đây thầy sẽ có đồ thị như sau. Đồ thị hàm số đây. Đồ thị hàm số y bằng fx. Chúng ta thấy đồ thị hàm số đi lên từ trái qua phải. Được chưa? Chúng ta thấy từ trái qua phải x tăng này thì y tăng. X1 nhỏ hơn x2. Điều này suy ra fx1 nhỏ hơn fx2. Được chưa? Đấy là đối với đồng biến. Tương tự như vậy chúng ta có nghịch biến. Hàm số nghịch biến thì nghịch biến tức là nghịch tức là ngược. Được chưa? Thì nếu x tăng thì y giảm. Tương tự như vậy thầy cũng có đồ thị như sau. Cái đồ thị hàm số y bằng fx. Chúng ta thấy đồ thị hàm số từ trái qua phải nó đi xuống. X1 tăng dần, x tăng dần, y thì giảm dần. Từ trái qua phải x tăng, y giảm, được chưa? X1 nhỏ hơn x2 thì chúng ta suy ra được là fx1 lớn hơn fx2. Và chúng ta phân biệt ở đây này. Đối với đồng biến thì chúng ta thấy cái dấu của bất phương trình này là cùng chiều. Còn đối với nghịch biến thì dấu của bất phương trình là ngược chiều. Được chưa? Đấy. Đấy chính là đồng biến và nghịch biến. Đây là những cái lý thuyết mà chúng ta đã được học từ từ cấp 2, từ lớp 7 rồi. Vậy thì ứng dụng và đạo hàm vào vào tính đơn điệu của hàm số này như thế nào thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái định lý rất là quan trọng ở đây. Định lý cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên K. Đạo hàm trên một khoảng K. Thì khi đó này, nếu như f phẩy x lớn hơn 0 với mọi x thuộc K thì hàm số fx đồng biến trên trên khoảng K. Được chưa? Tương tự như vậy, nếu như f phẩy x nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc K thì hàm số nghịch biến trên khoảng K. Được chưa? Còn trường hợp bằng 0, nếu như f phẩy x bằng 0 với mọi x thuộc K thì cái hàm số fx này người ta gọi là hàm không đổi hay còn được gọi là hàm hằng. Được chưa? Đấy là cái ứng dụng của đạo hàm vào tính đơn điệu của hàm số. Các em rõ chưa? Và chúng ta có định lý mở rộng như sau. Nếu f phẩy x lớn hơn 0, lớn hơn hoặc bằng 0, hoặc là f phẩy x nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc K, với mọi x thuộc K. Các em nhớ nha, ở đây nó có dấu bằng này. Và